Anh chị em ạ. Rồi, em Hoàng Dung xin gửi lời chào đến tất cả anh chị em đang xem livestream buổi sáng ngày hôm nay. Buổi sáng ngày hôm nay thì cũng bầu trời Hà Nội cũng vừa mới mưa xong, hiện tại bây giờ đang tạnh nhưng mà bầu trời thì đã mát rồi. Nói chung là trong xanh gió mát. Anh em rất mới hợp vào lý. Cho em xin nút chia sẻ mọi người nhé để tiếp tục đồng hành với tất cả những cái dòng xe hiện tại đang có mặt tại bên xe máy Hoàng Kiên ngày hôm nay. Vâng, một chiếc Dream cũng là lên chương trình rồi. Hôm nay giá sẽ ưu mị hợp lý hơn với những mẫu Dream Việt 207 máy Dream. Anh em quan tâm thì chia sẻ giúp em nhá. Cùng chú ý đón xem. Rồi, những chiếc SH1 chưa bao giờ giá rẻ đến thế, toàn cứ dưới 30, các bác tha hồ lựa chọn xe SH1 nhá. Đấy, toàn phân khúc dưới 30. Hay là một chiếc Click hôm qua cũng đã lên sóng, hôm nay chắc là báo lại giá, anh em nào chưa xem được thì em báo lại giá có 7 triệu rưỡi một chiếc Click biển Hà Nội. QA này, 110. Coupe, đấy, vẫn còn một chiếc Coupe, Coupe nổi nhá, hàng Coupe, Coupe nổi 997, giá hợp lý, phù hợp cho các anh em nào quan tâm đến dòng 82. Đấy, phía xa là những mẫu xe côn, hai đại diện hôm nay lên sóng, một em là Winner V1 6 số, một em là Exciter côn tay bản VVA đời mới 155 5 số. Anh em đón xem hai mẫu côn tay. SH, Janus và Lit là những sản phẩm xe ga sẽ chào đón anh em trong buổi live sáng. Ngoài ra còn rất nhiều những sản phẩm như một số những mẫu Vario hay một vài những chiếc Dream, đặc biệt là những mẫu xe 50cc em sẽ lên sóng trong buổi live sáng ngày hôm nay. Mong các anh em chia sẻ rộng rãi hơn để nhiều anh chị em biết được những sản phẩm đó, có thể chọn lựa, có thể cân đối những lúc mình cần hoặc gia đình người thân đang có nhu cầu cần, được không ạ? Vâng, biết anh em nào đã có mặt trên này trước thì cho em xin nút chia sẻ nhá. Những cái phút đầu live rất là nhiều anh em quan tâm. Mất tiếng không nghe được chị Dung. Ồ, ở bên bếp xanh đang âm thanh có một chút lỗi ạ. Rồi, bên bếp đỏ tiếng chắc hình ok đúng không ạ? Anh em nào có bên bếp đỏ chia sẻ giúp em hoặc tiếng hình ok lên cho em một nút like nào. Rồi, rồi rất nhiều. Có tiếng đâu, Trần Duy. Đâu chị bộ mic trong nhà với. Đợi em một chút nha. Rồi, sắp có rồi. Nhá, tại vì là hiện tại là không có tiếng. Không có tiếng. Vâng. Ký hiệu thôi, bây giờ ra ký hiệu ấy, như thế này, được không ạ? Đấy, em sẽ bây giờ sẽ chuyển sang một cái ký hiệu đấy để anh em nào có thể nghe mà bắt được. Vâng. Body language đúng không? Gọi là ngôn ngữ cơ thể, để em vẫn nhớ. Nâng cao lên cảm ơn. Vẫn có mà, tiếng ngon lành. Ok, MC xe máy Hoàng Kiên. Anh Sơn Thành, anh Hương Nguyễn, anh Sơn Thành. Rồi, cảm ơn tất cả các anh. Anh em đang quan tâm đến những sản phẩm nào của bên em, có thể cho em biết được không ạ? Để em ra, những lúc đầu live này là em sẽ phục vụ rất tốt. À, Xside 135, xe 50cc. Hai sản phẩm hôm qua có hứa hôm nay lên. Nhớ nhá, nghe rồi, ok. Đức đã nghe được thông tin rất rõ rồi. Alo. Anh em bên bếp xanh nghe được chưa ạ? Được rồi. Alo, mọi người nghe rõ em nói không ạ? Vẫn chưa nghe được chị Dung. Rồi, các bác cố gắng đợi em một chút nhá. Vẫn có. Vâng, ở bên đỏ thì ok. Alo. 135. Đấy. X135. Đấy, em truyền đạt to như thế mà em Đức em vẫn nghe được ra 150. Mất tiếng, bên bếp xanh vẫn mất tiếng. Em đang để volume. Vẫn không biết anh nghe được em không? Chắc anh nghe được rồi đấy. Được rồi chị ơi. Nghe bé, anh mẫu tung. Vâng, tại vì nó không bắt mic ạ. Anh mẫu Tùng, ok. Vẫn chập chờn, vâng. Liên quan đến cái mic, cái máy này to này. Lên quay nhỏ đẹp đi shop. Chút em lên nhá. Anh Sơn Thanh, mình bên đỏ. Tiếc quá nhở, vẫn bé.
Chưa được chị ạ. Quan trọng nhất là cái mic bên này là bên không có tiếng thì chịu chết thôi. Anh em hai bếp cho em một xíu mọi người nhá, để em lắp lại cái mic bên này. Cái mic bên này nó dạ. Không ăn ấy. Không ạ. Cái này nó liên quan đến cái dây này. Đây, đủ dây ở đây sao? Tiếng bên bếp đỏ rất ok nhỉ, các anh em bếp đỏ sốt ruột quá đúng không ạ? Mong anh em thông cảm nhá, đợi em một chút thôi. Vâng, bên kỹ thuật đang cố gắng hết cỡ để kiểm tra. Em cái chân mic nó đang hơi bị mô be điện một chút nên nó chập chờn. Rồi. Mất chút thời gian. Ok, bên bếp màu kia xem nó có ok không? Nếu không thì có thể thoát ở bên bếp xanh ra vào lại chị ạ. Thoát rồi chị. Vâng. Ok mọi người nghe rõ chưa mọi người ơi? Không mic là lo cái gì? Mic. Thì rồi bỏ cái đường dây này, đường dây. Bỏ TikTok đi cho vào cái bên đi. Được rồi. Xem mọi người nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa? Rồi. Mẫn cảm ơn rất nhiều, gần 100 anh em bên bếp đỏ vẫn đang chờ đợi. Cảm ơn nhá. Đấy, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến rất nhiều các anh em bên bếp đỏ. Mọi người ơi, bếp màu xanh mọi người ok. Còn bếp đỏ đã vào lại. Rồi ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Bếp xanh. Ok, cảm ơn. Đã thành công. Rồi. Thành công rực rỡ rồi đúng không ạ? Rồi bên hai bên mọi người nghe là có rõ không ạ? Sorry mọi người nhá, tại vì là cái mic kia nó bị hơi bị lỗ một xíu. Ok. Vẫn chưa nghe được thì sao? Bắt như bắt chay hay sao? Nhiều xe đẹp quá. Anh Nguyễn Đức Hà, Đồng Nhung, mic anh Thiệp chưa được. Không có tiếng thật. Nhiều xe đẹp rồi, rất nhiều xe đẹp. À, Nguyễn Đức Hà thích xe nào đó? Nguyễn Oanh ok, Nguyễn Thịnh Trọng ok, rồi có không có tiếng vẫn là câu chuyện bắt. Đấy được rồi đấy chị, ok mà. Vâng. Lên quay 100 Dream đẹp nhé chú Điệp, anh Sơn Thành. Em nhận được thông tin rồi anh nhá. Em nghe được tiếng em rồi. Em nghe thấy em nói rồi. Đấy, mừng thế, chưa bao giờ mình nghe thấy tiếng mình mà mừng đến thế. Anh Nguyễn Thăng chào chị Dung cùng Thiệp. Ok. Không sao. Nó đoạn đầu mà nó lay lắt thường là nó sẽ rất là tốt về sau, bao giờ nó cũng thế. Khó khăn tí bước đầu thôi. Tiếp gọi này. Điên nhỉ? Thôi sorry anh em tắt đi em vào lại. Alo sếp ạ. Cho cái mic này, cho dây này. Thì anh bảo là quay thì đi thì lùi một mà, có gì đâu. Quay đâu. Thôi anh em nhá, em sẽ cái điện thoại này nó cũng không ok này. Thì bây giờ thoát hết ra. Thoát hết ra này. Bên đỏ đơn bên bỏ đến nguyên bên ngoài. Ờ thì chú đi chú. À ra hoa đổi cái bên xanh vào kia. Ừ, bên này là bên này. Đây, là ca đồ. Nó lại cũ đi. Ablet. Này sẽ chị lên TikTok nhé. Rồi. Bếp đỏ ok nha anh em nhá. Cái dưới chị lên TikTok rồi. Tóc cầm để chân sau. 2285 thì 8,5 là 20 triệu. Con áp. Sơn tùm biển Hà Nội đấy. Rút mic à. Máy êm thôi, máy chạm. Toàn... Rồi anh em. Ok. Sếp ơi. À, anh gọi cho sếp. Dạ. À, như anh gọi cho sếp đúng không? Rồi, bắt đầu. Sếp phải đỡ anh 1 triệu. Bấm nhá. Đổi vào cái nào? Đấy. Mỗi bên anh lên em, xuống. Tại vì là nó cái mic kia nó hơi bị thế thôi, không có cách nào. Rồi em bấm đi. Anh em vừa làm việc rồi. Vâng, được chưa? Rồi ok, chào tất cả mọi người nhé. Bên bếp màu xanh, sorry anh em, bên bếp màu xanh em có hơi lỗi kỹ thuật bên cái điện thoại một xíu. Dạ vâng. Nên là em hơi chậm một xíu so với lại bình thường. Đấy. Mong tất cả anh chị em thông cảm cho em nhé. Buổi sáng ngày hôm nay sẽ quay lại những cái dòng xe mà hiện tại hai chị em sẽ đi lên. Đấy, những chiếc SH này, rồi. Chiếc Dream.
tất cả những cái dòng xe hiện tại đang có mặt tại nhà em ngày hôm nay. Đấy, lên luôn em ơi, lên luôn. Hợp lý, hợp lý, làm mở màn luôn, khai trương luôn một chiếc SH1 giá rẻ như Vision, như Lead đây. Các bác nào quan tâm thì đón xem. SH1 em đến từ 34E120132. Về phần sơn có dọn dẹp qua, phần giá sân vẫn còn đòi nguyên bản, được không ạ? Hàng đều, đều ý ạ. Đây, nhũ ra máy có bắn lại, vành, thụt hay là những cái củ lát nhìn vẫn đều và đẹp. Sân này, anh em này, đấy còn nguyên bản, tem này. Đấy. Ra máy tay sách và Oppo có sơn chi dọn dẹp lại. Còn về máy móc càng khung, bảo hành cho các bác yên tâm, vẫn kèm giá, theo bảo hành của xe máy bên em. Giá cực kỳ là yêu thương cho anh em ạ. Chiếc SH1 ở biển 34 anh em nhé. Con này em vào quay một lần rồi. Đấy, hôm nay em lại quay lại cho anh em nào đang có nhu cầu tìm mua một chiếc xe SH1 mà giá dao động tầm dưới 30 triệu. Chính xác là có 28 triệu thôi các anh em ơi. 28 triệu một chiếc SH1 biển 34 đời 2013, thụt trước thụt sau nhá. Đây, các chị em là chính xác nhất. Dáng cao cao mà muốn xe ga hạng sang tầm này thì thôi Vision hay là những dòng xe Lead bỏ qua đi, tập trung cho em hẳn con này giúp em. Giá với cái mức 328 triệu thì cực kỳ phù hợp, nhất là những anh em nào đang đúng tỉnh Hải Dương quê mình, đang sinh sống làm việc tại Hà Nội đấy, thì mong các bác có thể chia sẻ để những anh em đấy biết được những sản phẩm này hoặc giới thiệu cho người sân thân, đúng không? 28 triệu đồng, rất hợp lý. SH1 màu xanh tím đấy, anh em quan tâm thì cứ inbox trực tiếp cho bên em mọi người nhé. eBay trực tiếp cho bên em luôn. Rồi, Zim, làm Zim luôn. Hàng Zim thì chưa bao giờ là hết hot cả. Những sản phẩm, những chiếc xe được gọi vào ngôi đền của những xe huyền thoại rồi, đúng không ạ? Zim này, Way đời đầu hay là Way Thái ấy này, những cái sản phẩm mà em thấy các bác bây giờ lại còn chơi nhiều hơn cả cái lúc mới sản xuất. Ngày đầu Zim đưa ra chắc lại chưa được nhiều khách hàng hỏi như bây giờ. Bây giờ sau mười mấy 20 năm rồi trở ra thì cái dòng Zim Việt lại được các bác chào đón nhiều hơn. Đấy. Ok. Yeah. Rồi một chiếc, những cái chiếc Zim mà rất là hot trên 207 rồi, 207. Hoàng Kiên. Zim Việt máy Zim luôn, vào thẳng vấn đề, gioăng xanh máy Zim. Anh em nào quan tâm đến Zim Việt máy Zim, quay cái đầu bò. Đấy để nhấn mạnh cái đầu bò máy Zim gioăng xanh nhá. Nhìn hơi tối khó đúng không ạ, nhưng các bác nhìn nhanh được các cái mép ốc đồ đạc này. Đấy. Rồi. Đây, còn về phần nhũ một chút bong chóc và chân nan đều ạ, đều chụp giật. Nó hơi khó, nó hơi mờ đúng không ạ? Anh em cố gắng nhá, em sẽ tả thật cố gắng hết sức để sát nhất để anh em có thể nhìn và quan sát thấy. Đây, anh em nhìn, ra máy này, nguyên bản đây, cái đời 2007 này thì ra máy lại không bao giờ lỗi như những đời về sau. Tem này, em zin này, đúng không ạ? Vành Goshi này, hộp xích này cũng còn này. Mất các cái con ốc này là chủ có chấm chấm phẩy phẩy này, nhìn rất rõ thấy chân nan vành bánh còn đúng không ạ? Đấy, rồi đuôi. Rồi quay bên này, Zim Việt Nam. Đấy, chiếc Zim Việt Nam. Rồi mất một chút bong trên nóc và nắp bình xăng. Rất nhiều các bác cứ để cái khăn ướt lên là quá trình nó sẽ bị lỗi cái chi tiết này. Đấy. Còn hàng của Zim Việt 207 máy Zim thì những bác nào có quan tâm thì biết rồi, sản phẩm đang nổ nhá, máy vẫn đang nổ, bô vào 2543, ra máy bên này chấm một chút nữa thôi. Đấy. Giá 23 triệu 500, anh em nào quan tâm thì hãy cần liên hệ một chiếc Dream biển 33B35344. Những cái mẫu Zim Việt ở phân khúc hơn 20 rất hợp lý. Anh Nguyễn Tiến Dũng chào hai người. Vâng, chào anh nhá. Anh em đây, thấy tiếng ok chưa? Anh Minh Hoa thấy tiếng được rồi chưa ạ? Đấy. Ok rồi. Ok rồi, cảm ơn anh nhá. Mãi cũng nghe được tiếng của mình. Đấy, chính xác nhất là này. Toát hết cả mồ hôi rồi mic. Toát mồ hôi ra để nghe được tiếng của mình. Nhưng mà thành công rồi là mừng rồi. Đấy, bây giờ là sẽ cố gắng làm sao phục vụ anh em tốt nhất. Đấy. Ánh sáng thì do thời tiết hôm nay nó hơi âm u, nhưng mà em sẽ tả và những cái sản phẩm đưa lên hợp lý nhất nhá. Các bác nào quan tâm 23 triệu 500. Máy ngon lắm, nhưng cái dòng Zim Việt này SH1 là 28 triệu anh em nhé. Đúng rồi. Vâng, chiếc xe này là 23 triệu 500 nghìn, đời 2007. Đấy, được cái tem mác vẫn còn zin nha anh em ạ. Hợp lý đúng không ạ? Đấy, cái đồ này, các bác nhìn cái đồ này. Sau hai bốc một phát lên được không anh em? Anh em đang hỏi là có bốc một phát lên được không? Bốc lên được anh em. Lên ạ. Được anh ạ. Zim thì nhẹ đầu lắm, lên tôi lên được vào số 1. Anh em lên phát là lên luôn. Đúng rồi. Nhưng mà lên truyền hình làm quả như thế nghe nó hơi nhơ đầu. Đấy. Bốc nhảy ngược. Mất mất thẩm mỹ. Ngọc Trinh anh nhà ai có quả đứng tay lái trong nhà hai tay ra là cũng đâu.
nhớ chẳng may đến lên nghìn tố bốc nhảy ngược ngã chồng bó lên là nó bêu anh em ạ, bảo là bêu. Đúng rồi. Lái tham gia giao thông mà không đạt tiêu chuẩn là quay clip lại là cũng có án đấy, cũng có tội đấy, không phải đơn giản đâu các bác ạ. Mio đằng sau bao tiền? Ok anh ốc lăng cam cho em xíu ạ. Nó lên luôn. Con này là con ấy, con Elite 50cc. Để từ từ để lái trên nhá. Đây có 50cc đây. Chở bấm biển không? Thực ra anh em thích mình đấu giá hết rồi các bác ạ. Đấy, mình tham gia đấu giá thì các bác bấm biển đẹp, còn những biển bình thường thì cứ xào xáo thì gọi là cũng vẫn tự do trong những số không đẹp, nên là tỷ lệ biển nó sẽ là bình thường trở lại thôi. Hên xui à? Hên xui. Rồi, hôm nay anh Trung Dũng chất. Ok anh. Dạ vâng. Thực ra là bọn em cộng thì anh em biết rồi, mua bán thì bọn em đều là công khai. Thì chính xác, vì một số những cái mẫu xe này có những thời điểm em like trước, nếu anh em xem những đường like 1 hoặc đường like 2 lần đầu ấy ạ, lần 2 ấy ạ, đều đã có những cái giá nhất định rồi. Còn những sản phẩm mà nếu mà lâu thì bọn em có vào đồ hay vào dọn thì em sẽ báo cụ thể. Và những cái đồ và những cái tiền dọn nó có hóa đơn, có biên like, nếu anh em cần kiểm tra là có thể. Ví dụ như trên tay bọn em vào đồ là cái này mới thì các bác phải xem nó là mới và đúng nó là mới thật. Anh, đấy. Bộ đội cụ Hồ đang hỏi là Thiệp bữa nay like cùng chị Dung, em kiên Thiệp đâu không like. Dạ. Anh Kiên anh yêu, nay anh ấy có chuyện anh nghỉ. Em Kiên. Vâng, giám đốc ạ, thi thoảng phải có những cái lịch trình công tác hoặc là quản lý ở hệ thống ở một bộ phận khác, nhóm nhánh khác đấy. Còn lại là chị em sẽ phục vụ anh em làm sao nó đều đặn nhất, đúng không ạ? Cứ 10 rưỡi sáng hàng tuần, hàng ngày lên để cho anh em có những cái quan tâm. Cố gắng nghe giúp em nhé, tại vì hiện tại bên EX xấu kia bao nhiêu? Chết, anh dùng từ xấu cả. Em chưa nhìn thấy xấu. Số. À, hay là như thế nào? Rồi. Bên top hơi ổn đúng không ạ? Đúng rồi, chắc là có lẽ là do cái điện thoại bên em nó đang bị cái rắc cắm nên nó đang bị lỗi. Anh Hoàng Thạch Kiên, anh kiểm tra lại em nhầm xe anh nhá, không phải là anh báo xe nào đấy ạ. Rồi, một chiếc Elite 50cc dành cho học sinh sinh viên không cần bằng, tầm này các bố các mẹ đang tìm mua cho các con. Thì cân đối cho em sẽ những cái dòng xe này, nó là dòng xe bền bỉ này, không bị tốn nhiều xăng và rất là dễ đi, dễ sử dụng. Sửa chữa bạt mọi người nhá. Rồi. Đấy, nó là hàng SYM. Rồi em cho chị một vòng đi. Giá hợp lý vô cùng luôn. Các anh chị em lấy những mẫu 50cc không quan tâm đến biển tỉnh lẻ hay là biển thành phố thì tập trung cho em chiếc này. Đời 2017, giá hôm nay em bán còn có 11 triệu 800 thôi. Đấy. Với cái phân khúc giá này thì cũng là ở phân khúc giá của những chiếc cúp rồi, nhưng các bác nhớ cho em, nó là thương hiệu nhá. SYM chữ khắc nổi luôn này. Đấy. Inox chống rỉ này. Hình thức có dọn dẹp ngon lành hết đây này, nhưng mà vẫn là những cái nước tem zin này, các bác nhìn cái nước tem zin này. Đấy, nên là phần sơn zin này. TikTok có nghe của anh em vào bên Pep xe máy Hoàng Kiên 52 chỗ giúp em mọi người nhá. Đồ sần này, đúng không ạ? Để chân này, tất cả còn nguyên bản, gầm này vẫn vết xước nhỏ của nguyên xe theo xe này. Đấy. Có 11 triệu 800, giá yêu thương cực kỳ luôn. Công tơ chạy bạn 7 anh em ạ. Rồi. Màu đỏ trắng cho các bé đi học, màu gọi là màu gương còn theo xe. Mới. Được không ạ? 2017. Màu đỏ trắng. Ngày xưa em toàn đi xe này anh em ạ. Dạ. Toàn đi xe này thôi. Ra là đi xe cao, ví dụ như SH, dáng SH với lại Vision, những dòng Vespa, thực chất là dáng em đi rất là ok. Nhưng bản thân em rất là thích đi những cái dòng này, thì thứ nhất là đỡ tốn xăng, thứ hai là nó nhỏ nhắn, đi trong thành phố này nó rất là thuận tiện cho các chị em anh em đi cũng được. Đấy, rất là nhỏ, em rất là thích kiểu chiêu rất là thích. 11 triệu 800 đúng không? Đúng rồi ạ. Đấy, dành cho các bố anh em, các mẹ nào mua cho các con đời 2017 ạ. 2017. Anh Hoàng Thạch Kiên kiểm tra lại cho em nhá. Chiếc Dream hôm qua là bán rồi anh ạ. Dream hôm qua là mua 18 xếp cộng là 2,5, đã có khách cọc. Chiếc này bên em là chiếc cũ, chiếc mới, đời mới hơn. Anh kiểm tra lại giúp em. Em khẳng định anh sẽ xem lại nhá. Em chắc chắn. Thứ nhất, nếu hôm qua like rồi, hôm nay bọn em cũng không được phép đưa lên. Đấy, anh nhớ cho em như thế. Đấy. Chắc chắn anh nhá, chiếc này là giá khác. Em cộng chiếc này là chính xác em cộng 3. 23 triệu 500. Đấy là cộng 3. Nhưng mà đã dọn dẹp ở trong nhà và kê thay một lần bình, vì cũng không phải là mới okay, nữa. Ok anh đấy. Lâm Nguyễn Jupiter 11 triệu 800. Các bác lưu ý cho em chiếc này, cực kỳ hợp lý. Chào anh ạ. Con nick đằng sau bao nhiêu tiền? Cho em một xíu nha anh Tuấn. Bất động sản tích 135. Hay lại lên đấy nữa. Ừ, lên luôn nick 135. Anh em được liên tục anh đưa ra đằng sau ảnh chụp người đẹp ở mép.
trông hoành tráng không? Là gì anh Hoàng Ngọc, em cũng không hiểu cái câu đấy ạ. Rồi. XI 135, anh nào vừa hỏi giờ em mới lên được. Rồi, 135, hàng côn tay. Anh em báo cho địa chỉ cửa hàng. Đây. Anh em có thể bên xem. Em là 52 Chùa Cầu Giấy Hà Nội nha anh em nhé, là chợ xe máy cũ Hà Nội ạ. Đấy, anh em mà quan tâm những cái dòng xe máy cũ mọi người có thể vào check chợ xe máy cũ Hà Nội. Đấy, bên em là trung là chỗ gọi là gần như là điểm chính của chợ xe máy, đối diện với cổng chợ bên em là nhà 64 62, còn đây là trụ sở chính bên em là nhà 52 Chùa Hà anh em nhé. 50cc em rất là nhiều, wifi em cũng có rất là nhiều anh em ạ. Vâng. Đó ghim gửi Quảng Ninh bao nhiêu tiền? Đó ghim vừa xong là 23.500.000. Vâng, biển 33, à gửi Quảng Ninh. Gửi Quảng Ninh thì rơi vào tầm khoảng 300-400.000 anh em ạ. 400 đến 450.000. Tiền ship nha anh em nha, bên em không bao ship, không bao. Anh Lưu Trần có chiếc RS209 giá tầm nhiêu tiền? Em lại đang hết RS209 rồi anh nhá. Chắc anh lấy RS110 à? Hay là 100 đây anh? RS100 đúng không? Vâng, 100 thì mới nhiều. Rồi. Còn X đằng sau đây, em lên luôn chiếc X đằng sau nhá. 135. 135 biển 77 tay. Anh em ạ. Bản thân hàng tay. Là sơn zin và máy zin, em vẫn nhớ chiếc này. Tay sách của nó là nguyên zin nhưng có một lần kỹ thuật bên em là đổi tay sách khác nên là tay sách lại sơn lại. Đấy, rất tiếc, còn lại xe này nguyên bản em nhập về là không một nút. Ok, cảm ơn anh ạ. Thôi ấy thôi. Anh ạ, à, giao lưu bên em tí cho lên. Anh đang họp. Đang họp. Sáng đến có bảo là đợi đến lúc live để giao dịch nhưng mà anh bảo không. Đấy, giao anh lưu bên em tí cho may ông anh đến lấy con Dream với anh em nhá. Vâng, đấy hôm qua live 285, hôm nay anh ấy lên đổi xe để có. Dạ. Dạ. Vâng, em cảm ơn anh nhá. Con dài à? Bằng bố rồi. Cho quay lên sóng đi ạ. À. Quay lên sóng chờ em một xíu nhá. Quay thì bên em có quay luôn đấy ạ. À. Rồi. XI biển 77 135. Hàng máy zin, nhất là các bác nào ở trong miền trong mà quan tâm đến những sản phẩm zin chất từ sơn cho đến máy thì cân đối cho em. Tháng 9/2011. Chiếc này cũng phải là anh em phải thi đấu đấy, chính xác là phải thi đấu vì đồ nó zin mà tem đồ nó còn đẹp thế này mà các bác cũng nhận là sơn này để cần số hay để chân, tất cả nguyên bản hết, cả để chân sau hay báng chân. Đây, đời 2011. Đấy. 15 triệu, hàng là cũng gọi là xứng đáng cho cái giá thành cho những chiếc 135. Bây giờ trên nhà em nhiều chiếc 150 em cũng biển tỉnh, em cũng chỉ đưa ra giá này thôi. Nên những chiếc 135 phải là thật sự các bác nào có nhu cầu đam mê, nhất là các bác đang cần xuống một cái dàn áo hoặc giật hàng hoặc là xe gọi là xuống đồ đấy thì các bác cân đối cho em mẫu này. Màu đỏ đen nha anh em nhá, được cái ra máy zin sơn zin. Đấy, máy zin sơn zin nó hơi biển to với lại biển Hà Nội nó hơi xa một xíu rồi. Nhưng lại nhiều đấy. Các bác ở trong xa đấy lại thích những cái biển này, đúng không ạ? Đúng tỉnh quê mình thì các bác có thể cân đối. Đằng nào thì đúng là tỉnh về, tỉnh mình thì đón về luôn. Một chiếc em ấy đến từ An Nhơn à? Nhơn Hòa An Nhơn. 77 là tỉnh nào em cũng chưa cập nhật được kịp cơ. Đúng không ạ? 77 á, 77 vâng. Là cái gì nhỉ? 75 là Huế, 7 không nhớ nữa rồi. Trong đấy có mà. Biển không ghi đến. 77 được quy định là biển xe biển Bình Định đúng không ạ? Bình Định à? Rồi. Đấy. Bình Định. Nhiều khi quên anh em ạ. Xa, con xa. Này like một vài lần rồi đấy. Có đọc có nhớ, em có nhớ một lần em đã. Em đã hỏi là con xe này là biển ở đâu rồi đấy. Nhưng mà chắc là có lẽ là do là đầu óc trí nhớ nó hơi bị đáng nên là hơi quên. Vâng, một chiếc 77 nha anh em nhá. 15 triệu đồng. Anh em quan tâm một chiếc XI 135 sơn zin máy zin. Vâng. Đấy, quan trọng là sơn zin máy zin. Rồi em sẽ lên trên này em like anh em nhá. Anh Nguyễn Trọng, vâng, cảm ơn anh Toàn Bùi Đức, vâng, anh Bùi Đức Toàn, cảm ơn anh nhá. Rất nhiều anh em quan tâm côn tự động không chị, nhiều anh em lại quan tâm đến tự động nhỉ. Lúc mới thì tự động nó rẻ hơn mà mua lại thì anh Xuân Tiến, cảm ơn anh. Chắc xe nhỉ, xe mua là xe chính chủ một chủ từ đầu đấy ạ. Con xe này em còn nhớ như in là anh ấy đến tận nơi anh bán xe. Đúng rồi ạ. Anh ấy. Đấy, hàng nó là sơn zin mà các bác, sơn zin máy zin khóa còn theo xe, nhảy thì bẻ khóa chứ nhảy nào không nhảy. Quan an ninh thoải mái. Chính chủ đến đây bán. Vâng. Công tác tại Hà Nội mọi người ạ. Nhiều khi là anh em từ Hà Nội vào Bắc, vào Nam công tác, từ Nam ra Bắc công tác nó là bình thường. Tất cả các tỉnh mình có thể luân chuyển cho nhau bình thường mọi người. Anh em cứ yên tâm, riêng xe bên em là cam kết không nhảy, không trộm cắp.
không tai nạn. Bảo hành tuyệt đối, an ninh trọn đời xe. Các bác cứ nhớ một câu là an ninh bảo hành trọn đời xe. Nó là gì? Nó là nguồn gốc xuất xứ là an ninh đấy ạ. Vâng. Lê Đức rồi, một chiếc 82 đi em ơi. Đây, hàng 82 Quốc Nổi, đẹp nhá, hàng đẹp đấy, cũng không phải là. Đây các bác có thể xem qua từ cái vành này, Futu Ra Ba này, Ra Ba này. Anh em nhìn thấy không? Để dưới nước mưa nhưng mà vẫn nhìn rất rõ Futu Ra Ba, vành Ra Ba. Mayer trục giật chân đàn đều càng zin. Đấy, nó theo năm tháng nó bị một vài vết. Lâu nữa thì cũng phải sơn lại nhưng hiện tại là chưa cần thiết. Rồi, zin yếm này. Các bác máy này. Các bác xem cả máy luôn. Hàng máy ra máy đều hàng đều và đẹp. Rồi, một chiếc 82 anh em nhá, bản cốp nổi này. Đấy, được cái ra máy vẫn còn yêu zin này. Đấy. À, hộp xích vẫn còn zin này. Thụt anh em nhìn thụt ốc thụt này. Đấy, tâm nan. 199 F3 1996. Rồi, một chiếc 1996. 1996 rồi, 29 F3. 8274. Nắp bình xăng cũng nguyên bản. Đấy, thớt cũng theo cũng zin. Đuôi này vẫn còn, đúng không ạ? Sinh nhan này, bác nhìn gầu áo sinh nhan này, phụt Mayer trục này. Đấy, hàng là đều. Vành này, ra ban này. Okay, mã vành. Luôn bây giờ đấy anh. 34 triệu thôi. Sơn em zin, lại xuống. Zin. Rồi, sơn zin, máy zin, yếm zin theo xe, ra máy vẫn còn, được không ạ? Đấy, các cái cốp nổi, các cái lườn lóc này bác xem này. Rồi, các cái củ này nó còn nhưng nó phải đẹp, fit, đúng không ạ? Nắp này, đấy, zin này, đấy, nguyên bản hết đấy nha các bác nhá. Theo năm tháng từ như năm 96 đến giờ thì phải nói nó đơn giản là gọi là gần 30 năm. Chính xác là gần 30 năm. Mà bây giờ vẫn ok, đấy, vẫn còn AD được mà quên. Hàng 82 cốt nổi để đi dẫn. Đúng rồi. Đây là em nói luôn anh em, như đây là đời 1996 bản cốt nổi. Sơn zin, máy zin cho em. Đấy, quay nốt lên chỉ cái mặt trên này em ơi. Đây. Nổi nào. Sơn zin, máy zin anh em nhá. Hot này. Rồi, biển còn đúng đời đúng biển nữa. Đúng rồi. À, biển thì biển 29F38274. Đấy, đây là sơn zin máy zin. Nếu anh em muốn mua một chiếc xe 82 mà dần rồi. Hoặc là chiếc 82 xe đã được tay nắm nhé. Cũng còn. Dọn dẹp rồi. Thì giá chỉ hơn chục triệu thôi. Hàng đều hết đấy. 34 triệu Loan Nguyễn nhá. 34 triệu vâng. Sơn zin máy zin cho em. Đấy, quan trọng nó là những cái dòng đời cổ này để mà được còn cứng cáp. Đây em quay nốt cho chị cái mặt trên em ơi. Tay nắm theo rồi, xe rồi. Qua nó cho chị mặt trên. Đây em nhìn tay nắm này. Đấy, anh em nhìn này. Quan trọng anh em nhìn đồ giúp em ạ. Đôi khi là anh em có thể là bảo là một chiếc xe 82 mà ba mấy 40 triệu nghe bán cho ma, bán cho chó. Nhưng thực ra là không lo anh em ạ. Đấy, vẫn còn rất nhiều các bác, các đúng cô, rồi. Các chú quan tâm okay những anh. Chiếc xe cổ. Thì đây là lựa chọn cực kỳ hợp lý. Vì nó là một trong những mẫu 82 cốc nổi gần như là những cái form dáng đời chót, những form dáng hot nhất ở những giai đoạn cuối những thập kỷ 90, đúng không ạ? Đấy, hàng đẹp đều mà giá tiền 34 triệu, các bác vừa kê vừa đi chợ đi chơi rất phù hợp. Đấy, hàng anh nó em zin, không thích vất thì đều. Mọi người có thể chuyển sang những cái dòng xe đời mới cho em. Đấy, còn anh em những cái dòng xe này lại dành cho anh em thực sự đam mê, thích đồ cổ và thích những cái dòng xe gọi chiêu chiêu, gọi là một thời đam mê đấy, rồi, một thời đam mê. Một thời để nhớ luôn. Một thời của các cụ mình mới có những dòng xe này đời anh em mình, toàn hàng quay hàng zin này thôi. Dạ. SH mới lại Winner các thứ thôi anh em ạ. Đúng rồi. Đấy em bán cho những anh em nào cần mua, mọi người quan trọng là sơn zin máy zin anh em nhé. Không để lâu đâu. Thực ra là những cái dòng xe mà đã cao tiền và những cái dòng xe cổ mà thuộc trên dưới tầm 30 triệu mọi người rất là cân đối. Nhưng mà gặp những anh em thực sự đam mê, thực sự thích thì em nghĩ là không nốt rồi anh em ạ. Thế là chưa gặp thôi. Có những anh em thích rồi. Nhưng mà chưa gặp. Đấy, còn anh em lại không thích thì đúng rồi, không thích thì mọi người 3 triệu, 5 triệu em chẳng mua. Rất đúng nhiều ạ? Là rồi, có sản phẩm khác. Anh em con này, không thích đây. Thì sang sản phẩm khác. Đây, sản phẩm Way A. Không trả góp những cái dòng đấy, không trả góp đâu Mạnh Sơn ạ. Những dòng đồ cổ đấy mà giờ trả góp người ta không định giá được. Không, còn phương án khác trả góp được. Bên em sẽ giới thiệu ngân hàng thứ ba hỗ trợ các bác vay tín dụng, sau đó lấy số tiền để trả góp cho sản phẩm các bác đang mua. Đúng không ạ? Tức là bên ngân hàng thứ ba sẽ check và cho các bác vay theo lãi suất tín dụng đấy ạ. Rồi, lãi suất cao đấy, không thấp đâu. Rồi, rồi xin giá 100, đây có 100 luôn đây. 110. Đấy, 110. Thiếu mất số 110. 10. Tháng 11, 2017. Rẻ ơi là rẻ, phù hợp cho rất nhiều các anh em quan tâm đến dòng Way A. Đấy. Em đến từ Phú Thọ, biển 19. Bác nào mà đang cần những mẫu quay đen đi làm có thể cân đối cho em chiếc này chính chủ nhá. Giá còn có 12 triệu 800. Một giá gọi là khét lẹt rồi. Đăng ký được tận 28. 12 triệu 800. Zin này, các bác nhìn cái tay nắm này.
Đấy, công tơ mét này, máy cũng là nguyên bản này, những cái đồ sần này nó là nguyên zin nên là. Đây anh Minh Châu VTC. Đấy. Máy nguyên nhá, xe là mộc, nói chung là các bạn ấy cũng không đầu tư dọn dẹp nhiều. Nên là chỉ lau và bóc đi lông vì cái đây tem này vẫn còn nguyên bản hết đấy. Tem này đều là zin hết, là thụt thò hay là hộp xích chân nan đều theo xe. 12.800.000 cho một chiếc Way 2018 đăng ký sang 2018 rồi, điển 19. Quân Đỗ Anh đang hỏi là 82 nay 13 lại 4 số thì Hoàng Dương anh. 82 này 13 lại 4 số. Có 13 đâu ạ, à? Em đang nói là 1996 mà, chiếc 82 nên đăng ký từ 1996. F3 anh ạ, 29. Vâng, F3 là 1996. Vâng anh nhá. Xe đăng ký 1996 đúng đời đúng biển đấy ạ. Rồi, nốt cái mặt đằng sau cho chị em. 12.800.000. Vâng. 12.800.000 một chiếc quen. Đổ xăng và lăn bánh. 10. Các bác về không phải đầu tư gì thêm 13. Nữa. Có con biển 13 thì em bán rồi sao nhỉ? Đúng rồi, có con cúp biển 13 hôm qua live. Vâng, em bán rồi anh Quân. Qua là được cái là buổi live là sếp em trực tiếp live là được các anh em ủng hộ rất nhiều. Em nhớ không nhầm là trên đường live hôm qua mua gần 10 chiếc xe trong đường live. Và cũng có tới 6 đến 8 chiếc là các anh em đã lấy ngay trực tiếp trên buổi live. Đấy, nên là một vài chiếc sau là đúng hết giờ live là cũng là lên đường theo. Đấy các bác biết những cái sản phẩm anh em bán để trực tiếp rất là nó được. Biển 13 không có 4 số. Biển 13 con có 4 số chứ anh? Biển Hà Bắc ngày xưa đấy à? Đúng rồi, tại vì biển 13 từ năm 2 từ năm lên đến năm 2000 thì nó mới lên 4 số, còn từ 2000 hát trở lại vẫn là 3 số mà. Quay có bớt không? Không bớt được nữa rồi ạ. 1997, 1998. Anh Vũ quyết tâm xin giá cúp tôm 1993. Cúp tôm 1993. Không còn ạ, em không còn. Giá Quay A không bớt được, anh em thông cảm nhá. Em cộng có 1.800.000 okay, chiếc Quay A vừa rồi. Thật sự là những chiếc Quay em cộng rất mỏng. Ok anh. Mới có 18 triệu rồi, tôi chân mệt mỏi. Nhưng anh em cũng phải mua vào hơn 10 triệu một chút các anh ạ. 12.800.000 tức là mua vào rơi vào 11 triệu. Đấy, dọn dẹp linh tinh các thứ đây nữa. Vì với những chiếc Quay A đời mới như này không mua được dưới 10 của khách. Các bác có em vẫn nhập bình thường với giá là trên dưới 11 triệu. Anh em nhá. Đấy. Rồi, Dream thì em rất là nhiều những dòng xe Dream trong nhà. Đấy, Dream Việt, Dream Thái. Không còn nhiều lắm đâu nhỉ? Vâng, cũng không còn nhiều lắm. Đâu anh đó em, dưới 10 chiếc rồi. Ừ, anh em có nhu cầu bán Dream Việt, Dream Thái, xe cứng cáp đẹp đẹp, mọi người có thể liên hệ trực tiếp với bên Hoàng Kiên nhé. Hoàng Kiên rất là muốn mua những cái dòng xe cứng cáp ấy ạ. Đây. Mà phải chất lượng tí. Làm chiếc SH cho thay đổi form dáng, thay đổi phong cách nào. Những bác nào đang ở cái phân khúc nhiều tiền mà xem lẫy giờ thì lại bảo là có SH đưa ra thì em đưa luôn đây. Anh em đến với SH đi. Hàng Sport nhá, Sport này lên tại nhà thôi này, các bác có thể xem thấy. Đấy. Hàng Sport là chủ lên, còn lên ngoài SH nó sẽ có độ nhám sần. Lên ở nhà thì nó có độ bóng, thôi thì mỗi người một sở thích. Ngoài SH thì nó đắt hơn, ở nhà thì đâu đó có chưa đến 2 triệu, ngoài SH thì phải hơn. Xe này 1019 này. Đấy. 150 2019 rồi, 29P1 77356. Hàng động cơ 150 CBS đúng không ạ? Lên Sport anh em nhá, bản LED 2 tầng được lên Sport rồi. Vành lên vành, lên càng, lên tay sắt cho em rồi ạ. Đấy anh em nào đam mê biển thì biển Cầu Giấy mọi người nhá. 77356 sinh tài đấy ạ. Rồi. 2019 đấy chưa? 19. Rồi chốt rồi. CBS anh em ạ. Giá cũng giá mới hết đấy các bác ạ. Thế bây giờ còn có 78 triệu là các bác đã sử dụng được rồi. 150. Thay vì các bác mua những chiếc xe mới 125 đăng ký xong cũng phải giá trên 80 thì các bác có thể sử dụng hẳn 150 lại là form dáng 219, một trong những form dáng khách hàng anh đánh giá Nguyên tốt nhất. Anh Nguyên xem con này có ok không nhá. 78 triệu. 150. 78 triệu đồng. Cam kết máy móc nguyên zin, xe không tai nạn, không ngập nước là cái bắt buộc bên em với những sản phẩm đắt tiền để các bác có thể yên tâm trải nghiệm đúng không ạ? Nếu các bác biết kỹ thuật có thể các bác xem, các bác không biết kỹ thuật bọn em bảo hành cam kết để các bác có thể yên tâm khi mua. Hàng là bảo hành, hàng là 150 219 là được biển Hà Nội. Đấy. 78 triệu. Các bác đang trên đường mua những chiếc xe mới có thể cân đối vì cái form dáng mới chưa chắc đã được chuộng và được thích đẹp bằng những form dáng đời 2017 đến 2019. Rất nhiều khách hàng nhà em chạy đều chung trải nghiệm. Chưa nói đến form dáng, kể cả là cái cách cầm lái, cái cảm giác lái, cái đời 2017 đến 2019 nó có độ đầm độ chắc ở phần đầu, nó không nhẹ. Đấy. 125 ở những phân khúc xe 2017 hoặc 2020 thì cố hơn một chút. Hoặc là 2017, 2018, 2016, 2050. Đúng rồi ạ. Đấy, anh Nghiệp có nhiều form dáng.
quay 2019 giá hơi cao. Con nuôi vừa xong à? 2019 thì... Thực ra anh em ơi có 12-8, em khẳng định nó là một cái giá hợp lý. Hàng còn dọn dẹp xong xuôi ngon lành rồi. Bán một chiếc xe chưa lại 2 triệu đâu nên là các bác cũng yên tâm. Chính xác chiếc đấy bên em lãi 1.6 triệu, quay 1.7 triệu đi, chính xác 1.7 triệu cái chiếc Way à vừa rồi em lại. Nên các bác có thể nghĩ là Way thì nó giữ giá thì các bác cảm giác nó đắt, nhưng so với những người chủ họ đi thì họ bán như vậy là cũng lỗ lửa xe rồi các anh ạ. Không lỗ, không trừ được nhiều nữa nhá. Tiếp tục các anh chị em hãy đến với một mẫu Way. Đấy, Way A các anh em nghĩ nó giữ giá thì anh em nghĩ cao. Các bác có thể chuyển sang Way Blade. Lúc mua mới nó đắt hơn nhá, cái bản vành đúc này. Cụt đỏ này. Đấy, bản này người ta gọi là bản Sport, bản vành đúc. Vành đen thụt đỏ 1,85 xăng 1 lít, hợp lý đúng không ạ? 1 lít 85 trên 100 cây. Sơn zin này, sơn sần này, đây là bản đắt nhất trong cái dòng Way Blade. Rồi, một chiếc Way Black anh em nhá, bản vành đúc vành đĩa cho em. Năm sản xuất 2021 ạ. Chạy được hơn 6.000 km, bản khóa chìa. Mua mới đắt hơn Way A. Bây giờ về cũ giá lại hợp lý hơn. 20 đăng ký sang 2023 cơ. Đấy. Giá để cho các bác có 15 triệu. Bác nào quan tâm những chiếc xe lướt, xe mới thì đây. Các bác có thể cân đối. Mới thì đăng ký xong nó xấp xỉ 24 triệu cơ, bản vành đúc nhá. Các anh em nhớ vành đúc, vành nan thì nó có 21 22 thôi. Nhưng vành đúc thì lên 23 24. Bây giờ mới bán lại cho các bác còn có 15 triệu. Đấy, rẻ hơn gần chục rồi. Đấy, các bác muốn rẻ nhiều thì sang những dòng Way Blade nó sẽ có cái biên độ giá lãi nó cao hơn, đúng không ạ? Động cơ nó vẫn vậy, vẫn là 110. Hàng của em đang bán ở đây là hàng máy zin. Đến cái tem các bác có thể thấy là cái lớp tem zin này. Đấy, tem zin xước một chút thôi nhá, xước một chút thôi. Đấy, xước một chút, chỉ có cậy nó bong chứ nó không bao giờ xước được cả mà. Cậy nó bong một chút này ra thôi chứ nó không xước được hết tem. Tem zin 17 Thái Bình. Rồi. 58014. Rồi. Anh em mic hơi bé, cố gắng mọi người nghe giúp em nhá. Bên biết em cũng biết là mic nó hơi nhỏ một xíu, em quay gần cho chị để cho các anh em nghe hộ chị với, tại vì là anh Hoàng Khương cửa hàng bán chịu không? Chịu một chút thôi. Vâng, chịu rồi. Một chút thôi. Vâng, nhà mình có xe cỏ để đi chợ không? Em có Jupiter giá hơn 5 triệu ạ. Rồi, anh đôi chân mệt mỏi chỉ mua xe khi Huệ bán hàng. Có Huệ tiếp nếu anh đôi chân mệt mỏi ra xem xe. Rồi, ok chưa? Ghê. Xe này bao nhiêu? Giá là 15 triệu anh Hiếu Đạt ơi. Chào rồi. Anh chị, chào Vũ Quyết Ngân nhá. Rồi. Chào tất cả anh chị em đang xem livestream. Một chiếc xe 15 triệu. 15 triệu đồng, 2021 anh em nhá, chạy hơn 6.000 km. Sơn zin máy zin. Vâng. Sơn zin máy zin. Đây, mẫu Janus. Đợt này bên em cũng mua và giao lưu nhiều những cái mẫu xe của Yamaha Janus, tại vì nó giá thành nó đang được ở cái mức độ rất hợp lý cho khách hàng sử dụng. Toàn chất lướt thì trên 20 một chút, còn bình thường thì toàn dưới 20, ở cái phân khúc giá rất hợp lý cho các anh chị, nhất là các chị em có một cái lựa chọn thay thế những dòng xe của Honda vì nó quá giữ giá, đúng không ạ? Đây, Janus động cơ 125 của Honda. Có xước không tránh được một chút, đây các anh em các chị em có thể xem này, một chút xước, đúng không ạ? Đấy, nó là zin nên là nó phải có một chút xước đấy. Đây. 2017 đến 2017, tay sách vẫn còn zin theo xe anh ạ. Bọn em chưa phải bán tiền. Tóm lại thực ra là thực tế nếu mà được bán tiền thì cũng là ok. Thì nó cũng hơi xúc xa rồi, biển thì biển Hòa Bình anh em nhé. 29L112762 cho em. Bản Janus 2017 màu đỏ dành cho anh em chị em mệnh thổ mệnh hỏa. Những dòng xe mà 17.500. Đấy các bác ạ, cứ dưới 20 là các bác có rất nhiều lựa chọn của cái dòng Janus. Động cơ vẫn là 125. Chạy thì hơn 1 vạn, các cái phím hay đồ sần hay tay nắm nó còn theo xe. Sơn là sơn zin. Đấy, em vừa cho các bác xem sơn rồi. Chạy những dòng Janus này nó bao giờ nó có một ưu điểm là bốc, nó thốc máy, nó bốc và nó thốc máy hơn những dòng Honda Vision. Đấy. Có cái là những cái hàng Yamaha nó chưa phổ sao thông phổ sóng bằng những hàng của Honda nên giá thành của nó sẽ thấp hơn Honda một chút. Thì nó cũng là cái lợi để các bác có thể cân đối. Đang hiện tại là sơn zin máy zin từ tay sách cho đến đồ sần. Đấy. Giá là 17.500 ạ. 17.500 xe này nha anh em nhá. Anh em thích một chiếc Janus 2017. Xe này bao nhiêu? 17.500. Vâng, chào anh Hiếu Đạt nhá. Anh có thể cân đối xe này để chị chạy là rất hợp lý đấy. Cái dòng Janus em thấy các chị em cũng nên cân đối, có thể gọi là trải nghiệm một chút về cái dàn Yamaha. Chạy nó sẽ so sánh với Honda xem sao, được không ạ? Rồi, một chiếc Zdeck anh em nhá. Zdeck cũng là vành đúc vành đĩa đời 2017. Anh Nguyễn Đệ 82 đời 9631 tỷ được không?
31, chắc là anh nói 31 triệu đúng không ạ? Em like là, em like là 34 mà không được anh ạ. Chẳng nhau nhiều quá anh ạ. Vâng. Ví dụ như là bên em có thể bớt cho anh em một xíu xíu. Dạ vâng. Chứ nếu mà bớt nhiều quá bên em không bớt được anh em nhé. Bên em bớt gọi là 1-200 là ra lộc cho anh em để lấy may, lấy tiền đổ xăng thôi. Chứ bên em đã là giá livestream rồi, giá cân đối tốt nhất có thể cho anh em rồi. Nên anh em nếu mà đang hoan hỉ, muốn tìm mua những chiếc xe mà bên em cảm thấy mình hợp lý với mình, thì mọi người cứ báo cọc giúp em mọi người nhé. Đừng mặc cả em nhiều, em chỉ ra lộc thôi mọi người. Những giá like là bao giờ cũng sẽ ưu ái. Có một chút chia sẻ ngoài luồng, một số khách hàng đến trực tiếp cửa hàng em xem xe, một số những bạn bán hàng họ đọc giá cao, cao hơn giá like. Nhưng anh em xem like đã biết giá rồi thì anh em cũng hết sức bình tĩnh. Mình có thể đưa ra bằng chứng là mình đã xem like và tôi biết giá rồi, hoặc kiểm tra qua đường like để thông báo giá. Khi nhiều anh em còn giật mình và cảm thấy có sự không tin tưởng đấy em gặp, nhưng anh em cũng đừng vì thế mà mất lòng tin. Đơn giản là những anh em xem like sẽ được ưu ái cái giá tốt. Còn các bạn bán hàng là bán mặt hàng chung, nhiều khi là khách ở chợ đưa vào có những cái trung gian nhất định thì bắt buộc bọn em phải đọc lên để còn trả qua quá trình trung gian, gọi là bị cái mũ chụp chẳng hạn đấy ạ. Đấy, nên là cái giá like luôn luôn là giá ưu ái, giá tốt nhất của cửa hàng dành cho những anh em khách đang xem và những anh em khách quen biết cửa hàng đã từng xem hoặc từng mua bán trao đổi với cửa hàng ạ. Rồi tiếp theo anh em nhá, em ơi, một vòng anh chị đi giờ đấy, FI đời 2017 cho em. Bản vành đúc. Vành đúc phanh vâng. Bản hợp lý giá cho các anh em đang cần một chiếc xe công vụ dịch vụ đi ăn đi làm. Giá mới rồi, 13.500.000. Tất cả các anh chị em có thể cân đối chính chủ luôn ạ. Đấy. Có 13.500.000. Anh đang bảo là anh còn nhớ em không? Khách hàng VIP bên anh nè, cảm ơn Ngọc Anh nhá. Rồi, cảm ơn Ngọc Anh. Bên Việt bên mình có nhá. 2B2024 hiện tại đã không còn Long Nguyên. Hàng máy zin, hàng máy zin 2017. Có FI này, các bác nhớ cho em cái hàng này nó hay mà nhiều các bác chạy dịch vụ luôn luôn quan tâm, đó là có phun xăng điện tử. Tức là tiêu thụ nhiên liệu ở cái mức nó là quá tiết kiệm đối với dòng quay mà nó lại còn thêm phun xăng điện tử, nó lại càng tiết kiệm hơn nữa. Nên là các anh các chị mà đang cần một xe chạy dịch vụ kiếm thêm thu nhập, đảm bảo nó tiết kiệm nhiên liệu đầu tiên, sau đó là độ chắc chắn cũng như là giữ giá và sửa chữa bảo dưỡng rẻ, thì quay giới đích là lựa chọn số 1. Nó chắc chắn khi các bác lai 2, lai 3 hoặc lai nặng hơn nữa để lên dốc đi xa, và nó tiết kiệm xăng khi nó không phun xăng điện tử, nó giữ giá để mai sau các bác bán lại. Đấy, để mua mới thì giờ đích là đắt nhất. Thì đây là một mẫu sau khi bên em đã hoàn thiện dọn dẹp cũng như là có những cái bảo dưỡng ngon lành hết, mà giá còn có 17 năm dọn lên xong các anh em ơi. 13 năm sorry, giá còn có 13 năm biển 17 dọn xong mà còn có 13 năm, anh em thấy hợp lý không ạ? Đấy, cái đồ sần này thì thôi bên em cũng đã tiết kiệm là chỉ có gọi là sơn lại, đúng ra là thay thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy, các bạn ấy sơn nhà nên là nhìn nó vào thời tiết nồm nó không được bắt mắt lắm, chắc anh em nhìn thấy đúng không ạ? Còn các cái phần sơn nhựa này, trên tinh thần là để nguyên bản hết, không có đầu tư mua mới để nó thêm cái kinh phí dọn, thì giá để ra anh em là còn có 13 năm, nó hợp lý nhất cái giá. Rồi. Ok, em đang nói nhận ra lộc 2-300. Vâng, ra lộc, có ra lộc anh ạ. Dream 29C không còn anh Quang Nguyễn ạ, có khách đọc rồi ạ. Cửa hàng mình ở đâu vậy? Nguyễn Trần Trang. Đây, 52 Chùa Hà. Anh em có thể xem cửa hàng mình nhá. 13 triệu được không? Không được ạ. Mà anh Quang Nguyễn đang hỏi là Dream 29C1 bán rồi ạ, bán rồi. Vâng. Con này bán rồi anh ơi. Rồi em ơi, tiếp một chiếc Vario hàng hot. Hàng hot. Vâng. Rất nhiều các bác hỏi suốt trong quá trình vừa rồi mà lại không có, hôm nay mới sẵn. Chiếc này thì phải chia sẻ thật sự chân thành, hàng là nhà em chính chủ mua trực tiếp của chủ. Em ơi quay gần mà. Hàng là sơn zin máy zin, nhưng mà chủ có một cái sai sách cơ bản, đó là lại chê cái màu xi măng. Đấy, một có thể là phong thủy em có thể chưa nắm bắt được, anh ấy chê màu xi măng, anh ấy tập trung sang lại thích màu đen. Thế là anh ấy dán đề can 3 lớp màu đen. Mà quá trình dán thì bên dán nó lại làm cái trò là anh phải bóc tem ra, sau đó anh dán tem ở cái ngoài đề can. Đấy, bóc tem zin ra, dán đề can đen vào, xong lại dán tem lại. Thế là thành ra khi bọn em cho về màu nguyên bản, cái bộ tem nó sẽ bay mất. Đúng không ạ? Vì các anh bóc ra, các anh dán bên ngoài cái lớp 3 lớp, thì khi bóc 3 lớp nó sẽ mất tem. Thì các bác lên dán đề can cũng lưu ý là cố gắng đừng làm như vậy. Mình dán đến cái chỗ tem, mình cắt khuyết ra để lộ tem thôi, chứ nếu mà mình dán đè thì không nhìn thấy tem. Bóc tem ra, dán đè lên thì sau lại mất tem. Đấy, không rẻ. Chiếc này em đang bán giá chưa có tem, đồ tem em sẽ báo giá ngay sau khi bọn em lắp hoàn thiện xong.
Đấy là về nguồn gốc của cái bộ tem các bác nhá, chứ không phải lỗi lầm gì mà xe chưa có tem. Đơn giản là bóc ba lớp nó mất tem. Còn xe các bác có thể xem sơn zin này. Đúng không ạ? Đây các bác nhìn này, sơn zin này. Đấy, phần gầm này, zin này. Rồi. Cái để chân này là cái vị trí đúng không ạ? Không một vết xước, các bác nhìn lại một lần nữa cái để chân đẹp không? Đấy. Zin hết luôn này, các bác nhìn này. Đấy. Đây cái đường keo của tem này. Oppo cũng nguyên bản theo xe. Bản này là bản xi măng, bản 160, bản trang bị phanh ABS chống bó cứng. Nói chung là bản đắt nhất của dòng Vario 160, hay gọi là Vario Việt Nam. Đấy. Màu nó rất là hot hit anh em nhé. Màu rồi. Em thấy là được rất là nhiều anh chị em tìm mua những màu này. Em thấy bản màu SH cũng vậy, Ablet Vision cũng vậy, Vario cũng vậy. Đấy, anh em rất hay tìm mua những chiếc màu bản xi măng này. Nên có lẽ là chắc là do mệnh hoặc là do một cái chút vấn đề gì đấy anh em không 45 đổ. Triệu đấy. Xe của 2023. Hàng là có 6.000 cây. Sơn zin, máy zin toàn bộ các bác nhá. Chủ cẩn thận dán đề can 3 lớp nên là cái lớp trong gần như không có một tác động nào vật lý nào vào cả. Chưa có một tác động vật lý nào hết. Đấy, tất cả nó đều zin thì cái trần sống này các bác nhìn nó dày dặn, nó chả có lỗi lầm gì cả. Trần đồng giữa, trần đồng cạnh hay để chân hai bên các bác nhìn rất rõ thấy. Hay là da máy, hay là tay sách đúng không ạ? Tay sách này chắc là trước dán ni lông này, bóc ra này. Đấy, chủ nói chung là cẩn thận hết cỡ rồi. Hai khóa đầy đủ, không lỗi lầm. 45 triệu. Anh em nào quan tâm nhớ cho em là Vario 160 động cơ đấy ạ. Cực bốc và khỏe. Trang bị phanh ABS chống bó cứng bánh trước. Yên tâm khi chạy đường trường và đường dài. Nói chung là về những dòng Vario xe này thì một số những anh em trong miền Nam là trải nghiệm trước là cho nhận xét là rất ưng ý về chất lượng chạy. Đấy, với cái phân khúc hơn 40 được không ạ? Là cái phân khúc giá cạnh tranh với Ablet. 45 triệu. Rồi tiếp theo một chiếc Future 125 anh em nhé, cũng là vành đúc phanh đĩa đấy ạ. Dạ vâng. Hàng to, xe số to, xe số to. Đấy, một cái câu rất đơn giản. Khách hàng đến hỏi có mẫu xe số nào to cao không thì đến với Future giúp em. Mua mới nó là hàng đứng đầu trong bảng giá xe số thông thường. Giá ấy, hơn 30 triệu. Một trong những giá cạnh tranh với cả Vision rồi đúng không ạ? Đắt hơn cả Janus. Đấy nên là tại sao nhiều anh em cứ bảo là xe số thì lại không đắt bằng xe ga, nhưng chưa hẳn là đúng đâu. Với dòng Future nó là xe số hạng sang rồi. Đấy. Exciter là các thứ là xe côn nhá, nhưng mà để xe số bình thường ấy thì Future đắt nhất trong cái top xe xoay số thông thường. Đây, các bác hãy đến với một vòng được cái màu. Màu này thì các bác trung tuổi không thể bỏ qua được. Đấy, những bác trung tuổi trầm tính. Rất rất đẹp, đồng nhá, gọi là màu đồng độc da lươn. Màu đồng da lươn, vành đúc phanh đĩa. Đấy, bản của 125, đời thì 2013. Đấy, anh em thích quan tâm form dáng này, dành cho các anh và các chú chung chung một xíu đi những cái dòng này. Giá bất ngờ quá nhỉ, giá bất ngờ 10.500.000, các bác có tin được không? 10.500.000. Được cá vành đúc đúng không ạ? Được cá vành đúc, con biển Hà Nội nữa đây, mà cái cốp nhá. Đấy. Tại sao 120942. Một số 10.500.000 nhỉ. 10.500.000 anh em. Cá dọn dẹp xong. Đây. Tại sao một số các khách hàng Tây hay đi phượt lựa chọn mẫu này? Thứ nhất là các bạn Tây bạn ấy to. Thứ hai là nó có cái cốp rộng, các bạn ấy đều đồ. Đấy, hai tiêu chí. 10.500.000. Quá rẻ. Vành đúc biển Hà Nội. Được không ạ? Chả gì nữa, dọn dẹp xong xuôi rồi. Máy ngon, êm. Đầm tiền đi ăn đi làm, đi chơi, sang mà xe số hàng sang thì mình có thể dùng mọi mục đích. Mà nó có phun xăng điện tử nữa chứ. Ồ, em tưởng chế cơ mà con này được chế FI nữa. Chết thật rồi. Ôi giời. 10.500.000. Rẻ quá không các anh em? Rẻ quá rồi nhờ. Hàng này thì quá hợp lý. Dòng này thì bao giờ cũng thế, sẽ có cái sự chỉnh ở cái phần đầu máy, nó chỉnh cái phần cam cò. Cái đời máy bít tông 125 nó hơi to, quá trình chạy một vài năm hoặc lâu năm nó sẽ bị bít tông, nó bị anh em hay gọi từ đơn giản gọi là kêu đầu bò. Đấy thì sẽ phải chỉnh lại ở cái phần đầu bò. Không được anh ạ, 10.500.000. Biển Hà Nội anh ơi. Đây, để còn sơn này, có sơn dọn đẹp lên rồi này. Đấy, ngon lành lên hết rồi các bác ạ. Giờ lấy đổ xăng là đi. 10.500.000 thì đi ăn đi làm. Quá hợp lý. Không có gì là nát đâu, anh bảo là xe nát á. Đâu, anh nhìn lại nào. Đây, nhựa đây anh. Nghe tiếng máy của em này. Máy này, ngon lành hết rồi anh ạ. Thực ra là những cái dòng này em thấy thì không tránh được. Vâng, những cái dòng này của bít tông đời nó to. Này, nó là 125. Hơi sôi. Bao giờ nó cũng sẽ gây ra, các bác cứ nhớ nhỉ, Zim hoặc gây 100, các bác đi nó êm. Khi các bác chuyển sang Zim với Way 110, các bác đã thấy nó có cái tiếng nó khó nghe rồi đúng không ạ? Cái tiếng sôi của cam cò đầu bò.
thì các bác chuyển sang hẳn cái máy 125 đồng nghĩa với việc nó sẽ kêu to nó hơn. Sẽ kêu to hơn. Đấy thì các bác cảm thấy đấy, nó không ưng cái tiếng đấy. Cái quan trọng nhất là đôi khi anh em chỉ nhìn và anh em cảm nhận được là lái xe nổ máy nó sẽ sôi hơn bình thường một xíu đúng không ạ? Rồi, hơi sôi hơn một xíu. Nhưng mà bản chất của nó, xe của nó là đời. Là như thế. Là như vậy. Đúng rồi. Anh em không đáng ngại về vấn đề máy móc mọi người nhá. Nhiều anh em là đang lăn tăn là do là cái đời này là nó hay bị nó nghe nó tiếng nó hơi sôi. Rồi. Đấy. Anh em đương nhiên là động cơ thì nó khỏe, xe thì nó to cao thì thôi, lợi cái đằng lợi thì lại phải có cái đằng thiệt, cái tiếng xôi cam cò nó nghe nó khó vào tai thì anh em cũng phải chấp nhận tự hiểu thôi đúng không ạ? Lít đỏ, lít đỏ. Giá lai là những giá không bao ship. Lan Ba xứ trà, ai giỏi anh Lan Ba xứ trà để em kiểm tra anh Lan Ba xứ trà. Chị em cũng một lời là một thời. Lan Ba. Xem có là ngày xưa buôn bán có giao lưu nhau được khi nào chưa? Không nhìn theo ngay này là khả năng không. Tại vì là ngày xưa thì em mà cứ Hà Nội với lại Hòa Bình, Hà Nội, Hòa Bình, Lào Cai, Hưng Yên, Phú Thọ, em hầu như là lúc nào cũng có mặt tại các cái địa điểm các tỉnh đấy ạ. Điểm nóng, các điểm nóng của Lan chị Dung đã từng rồi sơi hết các sới rồi. Đấy. Không đúng thật, cứ lái xe đi khắp nơi không quan trọng. Không, nhiều khi nó là một cái nghề, lúc đấy chị coi đấy là một cái công việc, một nghề thì mình đam mê hết cái khả năng. Công việc. Đúng rồi, đam mê hết khả năng là tốt, đúng không ạ? Đấy là để kiếm tiền. Đấy. Bây giờ lại tiếp tục thì lại là đam mê hết cỡ sang công việc này. Máy êm quá nhỉ? Ôi chiếc này chị nổ lên máy êm bất ngờ luôn đấy. Em thấy nghe cái máy future trong máy này thấy nó êm du luôn các bác ạ. Ừ. Đấy, rồi, êm đi vu luôn. Rồi máy zin nhá, em kiểm tra rồi, bảo sao nó êm du như thế. Hàng máy zin lít 110 bản chân chống điện màu đỏ, có cả quay rồi, vành gồ chân chống điện cho em, quay kiết đầy đủ rồi. Em hiện tại là đang hở quay 12.500.000 màu đỏ, màu này này các chị em đi thì quá hợp lý rồi. Đấy, dòng này cái này là phải tháo ra để nó dã vào đúng không? Nó có một cái cầu nối, tí nữa các bạn ấy sẽ kéo cái cầu nối ra thì mới vào được với nhau. Rồi, tí nữa em sẽ báo kỹ thuật, cái đấy thì đơn giản thôi. Quay sẵn cái theo xe. Máy ngon các bác ơi, không bỏ qua. Có 12.500.000 mà cái đồ sần này còn nguyên bản này. Quay lại cái đồ sần mặt kính kim đỏ này. Đúng không ạ? Máy thì đang zin. Quay lượn lắp sẵn. Chị em nào đang cần một phương tiện đi lại, nhất là các chị, các cô mà trung tuổi cần những cái mẫu xe nó tiện ích công năng mà giá thành thì lít 110 là số 1 chắc chắn luôn rồi. Nguyên cái cốp này gọi là san bằng tất cả luôn rồi, không có cái dòng xe nào thông dụng hơn 10 triệu mà cốp rộng hơn được cả. Lại tiếp theo nó là xe Honda, đúng không ạ? Tiếng xe Honda thì là tiếng lành đồn quá xa rồi. Tiếp theo nó lại công nghệ phun xăng điện tử, đảm bảo tiết kiệm, đồ đạc thay thì chả có gì để chê cả. Con này thì lại được màu đỏ rực rỡ, quay lại lắp sẵn 12 năm, quá hợp lý. Anh nào chị nào đâu rồi, các anh chia sẻ cho các chị biết được để các chị có thể cân nối xem sao. Anh Nguyễn Trọng Dự đang bảo là 10 triệu bao ship nhé cái con. Không được anh ạ, tất cả những giá vâng em like đều đã cân đo đong đếm hạ xuống rất là sát rồi. Đấy, rất nhiều buổi là sau những buổi like là có sự chỉ trích nhẹ ở bên phòng kế toán vào tai em, thực tế em có, em phải khẳng định không thể không có được. Đấy, sao bán giá đấy là một này, lãi thế thì kinh doanh cái gì là hai này, đấy những câu mà em nghe không ít. Nhưng mà thật sự với những cái nhiều khi là cũng cao hứng là một chuyện, hoặc là cứ thấy nó tròn tròn chẳng hạn, đúng không? Bọn em đấy, cân đối. Cũng lùi xuống để nó gạn. Ví dụ lùi 200 thì nó lại ra 103, 108, 107 nó không đẹp. Thì để phải lùi 5 thì lại xuống mất 105 thì lại lãi có triệu mấy, nó không tròn 2 triệu của cửa hàng. Rất là khó. Thì thôi các giá like mong các anh em cũng hết sức thông cảm, hãy tôn trọng những giá like bọn em cũng đã đưa ra trong khi đã cân đối và nghiên cứu rất kỹ. Gia lộc để cho cửa hàng em một chút tự chủ động được không ạ? Cho may mắn. Rồi. Chiếc xe lít tiếp theo anh em nhá. Rồi, lít kia là chị thì lít này là em, mới hơn mà trẻ hơn thì gọi là em. Em mà nó to cao hơn cả bà chị lúc nãy. Đúng không? Rồi. Thì đúng là các em trẻ hơn thì lên chọn mẫu lít này, nó sẽ trẻ hơn, nó không già như lít vừa rồi. Vâng. Đấy. Các em to cao đẹp trai thì các em lên ngôi. Lên ngôi. 2020 anh em nhá. Các rồi. Em to cao to đẹp trai đây rồi. Đấy, rồi chị già rồi để cho chị về vườn. Đấy, chị Dung là đi lít kia là hợp. Rồi, hợp chị rồi. Em lít đấy là hợp. Rất là hợp với dáng em. Đấy, bây giờ là lít này là dành cho các bọn trẻ anh em ạ. Rồi, trẻ. Vâng, 18 đôi 10 các chị em xin chọn ông. Đi. Rồi. Và xin ông đời 2020 anh em nhá. Đấy, màu đỏ dành cho anh em mệnh thổ mệnh hỏa. Đây anh em nào cao to đẹp trai mà trẻ trung,
khi những cái form dáng này làm cho em con này. Ôi em trung trung tuổi già già rồi thì em làm con kia đi cho nó lành. Đấy, anh em nhìn này. Đẹp tay chưa? Anh chị thấy các em thấy đẹp không? Đẹp ơi là đẹp luôn. Đấy, các chị trẻ trẻ nhìn chiếc này thì vẫn là câu chuyện công năng dịch vụ nhá. Cốp rộng, rộng đấy nhất luôn. Lại trang bị thêm động cơ 125 đúng không ạ? Đấy, khỏe hơn. Rất là rộng. To cao hơn, đổ xăng này. Anh quay đằng trước, bạn quay đằng trước đổ xăng các bạn nhìn này. Đấy, đổ xăng luôn đằng trước này. Không phải cúi cúi móc chìa khóa như ngày xưa nữa. Đấy, như cái đời của chị Dung đang thích nữa. Thì mình lấy sang cái đời mới này được không ạ? Đấy, ngon hơn, chất hơn, giá cũng hơn 32.500.000. Đấy, chiếc kia là 12 năm, chiếc này là 32 năm. Đâu đó là nhau tương đối là nhiều. Đấy, nhưng mà thôi các em nó trẻ thì các em nó có quyền lựa chọn. Đấy, sau làm ra kiếm tiền rồi. Đẹp nhỉ. Đấy, ốc này đồ đạc zin hết đi nha các bác nhá. Vành này, bánh này đúng không ạ, sơn nhũ này, bản đèn xi lông. Thực ra cái đèn nó cũng không quá khác biệt nhiều, quan trọng nó là được trang bị động cơ 125, được trang bị khóa smart key, mà là hàng lướt, hàng 2020 đấy ạ, hàng lướt. Đấy, chạy có hơn vạn chút thôi. 32.500.000 32.500.000 anh em nhá. 2020 bản xi lông biển đẹp đấy ạ, 29V169918 đúng không ạ? Biển cũng đẹp. Vâng. Rồi tiếp theo một chiếc xe Xai 155 anh em nhé, bản côn tay. Đấy, dòng này thì em lại thích này. Hàng khóa smart key. Những ra anh em ra rồi về vườn làm con xe ga tèn tèn, nhưng mà vẫn thích đi xe côn, hàng hạng gọi là được, sang sang một xíu. Sang sang một xíu. Đấy, thôi con này nó là 155. Nó là hàng xe côn mà xe những côn. Các bác thanh niên, thôi chị em gái thì em không dám nói chung, có thể một số ít, nhưng chẳng anh em thanh niên, nam thanh niên nên trải nghiệm ít nhiều. Nên trải nghiệm một vài năm hoặc một thời gian để mình có những cái trải nghiệm ở hàng xe côn. Anh em đi được rồi thôi em không nói, nhưng anh em mà chưa có đi xe côn thì nên trải nghiệm. Mình có thể sử dụng để mình thấy cái hay, tại sao người ta lại đi xe côn nhiều thế, đúng không ạ? Hàng xe côn. Chiếc xe Dream 59 triệu còn không? Chắc không còn, rồi, không còn. Lốp zin này các bạn nhìn này, lốp zin 2021 không ạ? Lốp zin, máy cũng là nguyên zin. Đấy, có tem thì chiếc này là trước là cũng vào một bộ tem mới, có vậy thôi. Đấy, hàng tem thôi. Còn lại là sơn si, sơn sần. Đấy, sơn sần. Các bạn nhìn này, xe 2021 này. Đấy, được không ạ? Lốp trước, lốp sau đều thì liền theo xe hết. Rồi, thôi nó cũng chẳng quan trọng anh em nha. Thôi nó là biển 37, biển tỉnh. Rồi. Anh em đúng biển, đúng tỉnh thì làm cho em con này. Mọi người không quan trọng biển thì mọi người cũng đừng ngại nhé mọi người nhé. Bên em vẫn rút hồ sơ cho anh em thoải mái. Quan trọng bên em mua giấy tờ chính chủ, pháp lý đầy đủ ạ. Biển 37F2 74718 30 triệu, xuống tận 2 triệu luôn để anh em có thể nghiên cứu. Giá dòng Exciter giá mới nhá, em vẫn cập nhật giá mới liên tục, những mẫu 155 VVA bây giờ vẫn xấp xỉ 50 triệu. Đấy, tính ra các bác đã lỗ lãi đâu đó hơn 20 rồi thì cũng không nên quá quan lo lắng, vì mình là trải nghiệm, mình là một lần đi xe côn để mình cảm nhận những cái cảm giác lái, thì chơi những cái dòng nó lại thì nó hết ra lỗ rồi, đúng không ạ? Bây giờ 30 đi chán đi chê lỗ, có thể xe côn các bác lỗ 3 triệu cũng có thể là ở mức độ đấy đấy, nhưng mà nó cũng không thể như ông chủ đầu tiên ngoắng cái chưa thay đôi lốp nó mất 20. Chính xác, chủ đầu tiên là mất 20. Đấy, bản sân nhá, bản khóa smart key. Vâng. Lốp còn dày này, các bác có thể cứ đo cái lốp này để biết được này. Đấy, lốp zin này dày. 30 triệu đồng anh em nhá. Vâng. Một chiếc Exciter 155. Dạ. Số tiếp theo đi em ơi. Hôm nay thời tiết nó rất là mát. Vâng. Mát. Hai chị em lai đến lúc nắng thì nghỉ. Em thấy dự báo là 2-3 giờ chiều mới nắng. Rồi. 2-3 giờ chiều mới nắng à? Vâng. 2-3 giờ là mấy giờ? Chưa biết được. 2-3 giờ chiều mới nắng. Có từ chiều ở đằng sau là câu của em chuẩn rồi, không sai đúng không ạ? 2-3 giờ chiều. 2-3 giờ chiều thì em biết là 2-3 giờ nó là mấy giờ. Rồi lên Dream, lên Dream em có đầu quay. Rồi 2022 mới ơi là mới. Avalet nào hàng lướt không hả? Có chứ ạ. Hàng rất nhiều ở bên cửa hàng em. Bên Avalet lướt em nhiều lắm. Đây là con Zerix bản 2022 anh em nhé. Chạy được hơn 6.000 km, bản tem nổi. Đấy, sơn zin máy zin, biển 18. Những dòng xe này thì bên em vẫn có cam kết cho anh em đầy đủ hàng lướt bát. A biển 18E142331 17.500.000. Anh em có thể xem một lần nữa những cái đồ zin này, những cái công tắc phím bấm đây đúng không ạ? Bản này nó là mở cốp ở trên nhá, đèn sáng suốt, một trong những cái bản mới nhất bây giờ. Đấy, máy mới và thiết bị tính năng mới. Có chế BGM tức là phun xăng bằng điện tử, hàng tiết kiệm nhiên liệu, tem đỏ,
Sport, tem zin này, các bạn nhìn cái tem zin đẹp không? Sần zin. Cái sân mạnh ơi, con đấy là zin. 30 triệu anh ơi. Zin. Website 155 vâng. 30 triệu. Nguyên bản hết. Giá đôi khóa đầy đủ, khóa càng chủ lắp từ đầu, lốp còn theo xe, như vậy, còn dày. Đây các bác thấy độ 2022. Đấy. Anh Kinh Hoan sắp ra rồi anh ạ. Khi nào ra thì biết ngay giá. 2023 2025. Vâng. Phương phải cuối năm tháng 10, em nhớ những dòng xe mới ra nó sẽ rơi vào tháng 10 để phục vụ cái Tết của cái năm đấy đấy. Tết cuối năm. Xe 2025 sẽ ra vào tháng 10 2024. Rồi, chiếc này đầu tư được quả mắt cú nhá. Đấy, nhiều các bạn trẻ là rất là ưng, mua mới không rẻ đâu, toàn triệu mấy 2 triệu một quả đấy ạ. Đấy. Nhưng mua cũ thì nó hợp lý hơn. Đấy. Nó cũng là mình lắp cũng được, không lắp cũng không sao. À mình bật cũng được, không bật thì mình để nguyên thôi, mình tắt đi cũng được mà. Đấy nên là nó vẫn là chế được như thế là tốt. Nhiều cái chế sáng suốt nó mới vất vả. 17.500.000 2022. Rồi, ok anh. Dream Việt thì hiện tại là em không còn nha anh em nhé. À quên, sorry anh em, không còn. Không còn nhiều. Không còn nhiều vẫn thôi, một mà vài mẫu để còn. Em báo các bạn online gửi ảnh, tại vì các bạn dắt xe phải báo 5 hôm mới đưa ra. Mà những bữa vừa rồi em đưa cũng khá liên tục đúng không ạ? Anh Hà Nguyễn Việt Thái đang hỏi hàng Kiên có con 8296 mua 19.500.000 mua hôm nọ. Bán rồi ạ. Đấy, cộng 2,5 đúng không? Anh em có nhớ đấy, mua hôm qua thôi chứ không phải hôm nọ, chưa hôm qua ở đây. Đấy là em nhớ mua chiếc đấy. Anh Văn Thiện đang hỏi con Dream Việt giá 40.500.000. Cũng có khách cọc rồi ạ. Anh Văn Thiện chắc là con đấy cọc rồi. Đây có anh Bảo làm thông đi chiều không phải like anh Vũ Tiến. Thế thì anh phải tí nữa phải truyền nước cho chị Dung. Không, đứng xuyên trưa là ôi nói chả chị Dung em thì cũng phải đi 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 luôn. Ở chiếc này chắc là anh em sẽ vào một chiếc xe thể thao. Thiệp lên đến 12,5 là thiệp ngắc không nổi. Chị Dung thì còn rồi. May ra cố được hơn 2-3 giờ. Không, lên hình thì lên được, còn nói hay không thì lại là chuyện khác. Đứng yên thôi, chỉ đứng và cười được không ạ? Khi nào rồi. Mà xếp tuyển nhân viên rất like vào Sài Gòn. Chỉ không, cho anh, đứng và cười. Được anh ơi, được, được ạ, được anh Phạm Lượng nhá. Xem đi sự biển 36 đấy, 2023 bản đặc biệt. Đi sự nào không ạ? Em này còn màu bản cao cấp thôi. Hôm nay em vừa lên xem Vision còn bản cao cấp anh nhá. Và bản cá tính. Vừa xong là bán 17.500.000. Mới lắm đấy ạ, 2022 lốp láp dày và zin theo xe hết. Rồi, Winner 6 số. V1. Rất thích cái dòng Winner này khi quảng cáo nó có cái từ 6 số, các bác nghe thấy hay không ạ? Đấy, bình thường đến Xi 30 triệu hay 50 triệu mới tinh thì cũng 5 số thôi. Đúng không ạ? CBR 5 thôi. Đấy những dòng thể thao hầu hết 5, Kawasaki thì em cũng nhớ hình như cũng có 5. Quên em cũng kiểm tra Kawasaki. Đấy, nhưng Winner cải tiến sang phát 6 số có điểm nhấn ngay lập tức đúng không ạ? Dù gì thì mình cũng được quả 6 số chạy số 6 xem sao. Mà giá thì thật sự với anh em chia sẻ bây giờ nó rẻ như quay. Quay lúc nãy em bán 17 năm thì các bác có thể chọn sang chiếc Winner bên cạnh này. V1 anh em nhá. Bản sần xanh sần, xanh đỏ lòng là xám, xám xanh, lòng đỏ. Còn có tóm lại là 15 năm lên được. Đấy các bác thấy không? Hàng máy vẫn zin nổ căng đét, buôn tay. Đấy, có lỗi một chút nhá. Hàng mở cốp bằng cơ, các bác xem này. Đấy. Đấy hàng này nó mở cốp. Đấy các bác thấy không? Đấy. Rồi, đấy. Hiện đại một sự phát triển phát minh lớn trong ngành kỹ thuật cơ khí ấy. Mấy anh em kỹ thuật chắc là thiết kế ra đúng không? Làm này thì mấy bác chữa khóa làm khóa là cũng vất vả rồi, hết nghề. Toàn khóa cơ này đúng không ạ? Đấy. Ok, em vừa đi mượn anh. Để ở ngoài thì người ta làm nào? Giấu đi, phải giấu anh em nhá, nhớ là phải giấu cái này đi. Giấu đi đấy giờ. Không biết được. Hệ giấu. Người khác biết người ta giật, người ta mở cốp ra, người ta cho cái gì vào trong bình xăng mình là cũng hoặc là rút xăng hoặc lấy đồ trong cốp đúng không ạ? Rồi, giá thì hợp tình hợp lý anh. 15 năm. 15.500.000. Sẽ cố gắng là tôi gọi là cải tiến lại cái quả này cho nó quay về nguyên bản nhá. Ôi. Cho phiếu cho nó về nguyên bản cái khóa đi cốp đi. Rồi dọn xong về khóa này này. Lắp lại cái khóa này nhá. Nó về nguyên bản đi, không lại để quả khóa giật thế này. Xe 2017 năm 2024 rồi ai còn dùng cái hệ khóa này nữa đâu. Dọn lại. Rồi. Lắp thêm ổ khóa, dọn lại. Cho sạch sẽ đi. Cọc luôn qua số điện thoại anh em xem like đi anh Phạm Lượng ơi, anh hỏi cọc chiếc RX vừa rồi thì làm sao thì anh gọi luôn số điện thoại ở treo ở trên các cái nền tảng anh đang xem là các bạn hướng dẫn chi tiết. Rồi. Bên em gửi tất cả các tỉnh nha, anh em cứ yên tâm khi anh em cọc cho em với số tài khoản là bao nhiêu nhỉ? 5262 và 8 con 6. Tên số tài khoản là Nguyễn Thị Na cho em, em mọi người nhá. Đấy nay em nhớ rồi. Tên anh Kiên em thì hôm nay đợt này thì anh Kiên 52 xong mới đến 62 à hay là
52, 62 và 8 con 6. Có một đấy, chút đổi 8 con 6 đúng không? Rồi, 8 con 6, 8, mới, 8 mới. Con 8. Vâng. 8 con 6 là của chị dâu em là Nguyễn Thị Na. Vợ giám đốc. Vợ chung giám đốc là hai số của vợ chồng giám đốc. Anh em cứ cọc là cứ hai số tài khoản đấy là anh em ok. Vâng. Anh em chết tại vì bây giờ ngân hàng nó bắt chuyển bằng vân tay mặt. Mặt có vân tay. Mặt có vân tay. Thế nên ra là nó hơi khó hơn một xíu. Đây anh Kiên anh cũng rất là nhiều việc. Sinh chắc à, sinh chắc. Vâng, nên là chuyển sang cho chị em là chị quản lý rất là ok rồi. Đấy, anh em cứ 52, 62 và 8 con 6 mọi người nhá. 62, 52 và 8 con 6. Chưa. 52 à? Đây. Sorry anh em. Anh em nhớ nhá. 62 trước, 52 và 8 con 6. Đúng không ạ? Nguyễn Thị Na. Đấy, anh em nhá. Em vừa mới cập nhật được thông tin đấy. Nhiều khi là sai một ly là các bác đi ra ngoài thì kia mà hỏi. Lại 6252, số to trước số nhỏ sau nhá. 6252. Rồi anh em đang báo cọc con giờ đích. Rồi anh em cứ báo cọc giúp em nhá. 6252 và 8 con 6, tên tài khoản là Nguyễn Thị Na. Rồi tiếp theo anh em sau xếp làm luôn 12 con 6 tất cho nó dễ nhớ nhỉ. Một chiếc xe Jeep, Jeep thời trang, thời Jeep trang. Xe thời trang. Ôi đời cao đấy, 2017, những dòng xe thời trang của Piaggio. Từ từ anh đeo nóng đang bỏ cửa hàng gọn lại quá để chốt là bao nhiêu? Thực ra là khóa rửa chốt đáng bao tiền đâu phải? Chắc là tầm 300. Thay luôn cả ổ khóa mới. Đấy. Inner anh V1 bao nhiêu tiền? 15.800 thay khóa cho các bác dọn dẹp mới lại ngon lành hết. Dầu mỡ, còi đèn, xi nhan ok tất. Đấy. Vì giá 15.5 là thật sự là em cũng đã trừ sâu rồi. Với những chiếc Winner đúng không ạ? Nó có lỗi đấy thì mới giá vậy. Nhưng thôi em cũng nhìn nó mấy lần không vào mắt. Thì thôi em đầu tư lại một chút. Thì anh em cứ tính cho em cả không dọn không khóa 300 nhé. Đấy là cả công dọn luôn mọi người nhé. 15.8 vâng ạ. Không bao ship đâu ạ. Em không bao ship. Hôm nay mát rồi là lại lâu xíu. Vâng, em vừa bảo lại đến lúc nóng rồi thì thôi. Anh thôi, cứ đợi anh nhá. Future biển 89. Còn không anh truyền huyết. Không à, Future có một chiếc biển Hà Nội, sáng nay em vào xem là còn một chiếc biển 16 và đây em kiểm tra chiếc 89 thì anh đợi em một chút, có một chiếc biển tỉnh. Mát trời trên sáng là củ khoai với băm ngô là không còn biển 89 ạ. Future không còn biển 89. Không vâng. Đỡ được. Thôi. Đỡ được là sếp em bảo rồi, chạy đều cho nó chạy dài. Chạy quá một lần phát tăng tốc về đích là lại về đích luôn, thì ở đích hẳn thì lại mệt. Cứ làm đều đặn nó lên phục vụ anh em hàng ngày đúng không ạ? Đều đều nó khỏe chứ, khỏe. Cái knock out như ngày trước em làm knock out vài phát là gục. Knock hẳn luôn. Các bác cũng sắp xếp thời gian để có thể xem đúng giờ anh em giao lưu là cái nó quý nhất đúng không ạ? Đến giờ các bác cũng phải nghỉ ăn cơm trưa, nghỉ trưa đấy cơ mà. Đây, Jeep đây, anh em hỏi xe thời trang cá tính. Radio lúc nay 45 triệu nha anh. Đúng rồi ạ. Vâng, anh gì đấy, anh đi quay trắng gì đấy. Vario 160 đây anh nhá, bản 2023 ABS. Màu đẹp. Zip anh em nhá. Gì đó. Chặt à? 29L5 24939. Chính chủ đời 2017, giá mới gớm nhỉ. À, hợp lý cho các bác nào có quan tâm đến những dòng xe thời trang. 12 triệu, giá được chưa? 2017 các bác ơi, 12 triệu. Có sơn, có dọn, có đẹp đẽ lên rồi. Kê và lăn bánh đổ xăng và chạy thôi. Chị em thích những xe đẹp. Đây. Nhìn đây kìa. Ga này phụ đầy chân này. Yeah. 12 triệu, anh em nào quan tâm thì liên hệ chốt sớm nhất nhá. Dòng xe Piaggio mà dọn dẹp xong rồi thì nó là một cái gì đấy nó rất là yên tâm để anh em chơi, đỡ tốn kém trong cái việc chi phí bảo dưỡng khi mình dọn. Bác ba mua cũ có thể mua của dân, có thể rẻ hơn một chút nhưng các bác nghĩ rẻ lúc đấy. Về nhà cho ra ngoài hãng Piaggio bảo hành một cái là về tê người ngay. Hàng này đấy. Nên cứ chọn các cửa hàng người ta có bảo hành cho mình mà người ta còn làm luôn cho mình rồi. Người ta cũng phải ra Piaggio nhưng lấy ở cái mối quen và lấy ở cái giá đại lý họ đưa cái giá tốt thì bọn em làm nó hợp lý, các bác cứ thế các bác hưởng thôi. Được không ạ? 12 triệu mới nhá, mà mới của Piaggio nhá, logo nổi các bác sờ thoải mái có hết luôn. Đấy. Hàng nó nổi luôn rồi, tất cả có logo hết này. Tầm 15 triệu. Hàng zin xịn hết đấy ạ. Rồi, tất cả nó đều có hoa văn họa tiết khắc nổi hết nên các bác yên tâm về cái hàng. Mặc dù nó tức là hàng của Piaggio, nói luôn các bác ấy, nó đắt nhưng nó đắt là do nó không có hàng nhái, hàng lô, nó tất cả đều là chính hãng của Piaggio. Yamaha cũng vậy, đơn giản nó đắt là vì nó là sử dụng hàng chính hãng. Honda là có đồ nhái, chính xác là Honda có đồ nhái thì nó sẽ rẻ nhưng lại không bền bằng những đồ xịn được. Cái gì nó cũng có một cái lợi và một cái hại, đúng không ạ?
Rồi anh Bay Phạm đang hỏi con Dream biển 33 giá 30.500.000 còn không? Hôm qua là con nào vậy? Không qua, nhớ không? Được không rồi. Không, chứ hôm qua thì lại rẻ hơn. Thực ra nhà em tính đến hôm nay em like 3-4 ngày liên tiếp là có tới 3 chiếc biển 33. Nên cũng mong anh cho em xem cả cái số đuôi biển 33. Chính xác là hôm qua sếp em mua một chiếc biển 33 thì em nhớ là chiếc đấy là có 19 triệu cộng 2,5. Vừa rồi em like một chiếc 33, chiếc 19 cộng 2,5 có khách lấy rồi nhá. Vừa rồi em like một chiếc 33 là giá có 2,3,5 thôi. Đấy, đều là chiếc máy zin hết. Đấy. Và còn một chiếc 33 như anh đang nói hoặc là có thể gần ở cái khung anh nói đấy thì anh cho em xem biển đằng sau để em có thể cập nhật được anh nhé. Anh Hậu đang hỏi là cúp 8290 máy chạm chưa? Con 82 vừa lúc nãy là máy zin anh ạ. Máy zin nhưng mà là 96 đấy ạ. Anh nhá. Vâng. Có con FZ 125 nào không shop? 150 được không anh? 150 FZ giá em bán giờ còn có, nếu em làm cả thụt, em đang làm thụt đấy ạ. Và một số các thứ nữa thì nó chỉ lên đến tầm 17 triệu mấy trăm thôi. Là bác lấy hẳn 150 sao phải lấy 125 FZ đi nhá. FZ cun tay 2016 bản có FI. Anh đang khởi đang hỏi là có quay rẻ nào không? Rẻ nhất thì em đang có một chiếc biển 36 giá nó rơi vào tầm dưới coi như 8 triệu 8 là anh em lấy được rồi. Đời 2013 bản quay S 110. Rồi, anh Nguyễn đang hỏi có rút hồ sơ xe không ạ? Rút chưa ạ? Vâng, vẫn tiến hành rút hồ sơ bình thường nếu anh em có nhu cầu và mất phí. Đấy, ngắn gọn như thế để anh em dễ hiểu. Anh em có nhu cầu và mất phí nhá. Những chiếc xe lướt, những chiếc xe đắt thì anh em có thể cân đối. Còn những chiếc xe cổ và những chiếc xe rẻ thì anh em cũng nên từ bỏ cái quá trình rút, nó không xứng đáng, đúng không ạ? Rồi, chắc là cũng muộn rồi, chị em mình sẽ dạ, vâng. Đúng like, hẹn vào buổi like ngày hôm sau. Dạ. Hai đến chiều, thế nên Long đang bảo là chị Dung like đến chiều. Nhưng mà thôi, chắc là có lẽ là do thương các em nó online, vì các em online nó đói, thì là cho các em nó nghỉ. Vẫn phải chị Dung thì chị Dung 2-3 giờ chiều là cũng nghỉ dạ, rồi thôi. Cứng đấy. Vâng, cảm ơn tất cả anh chị em đang xem live stream, xem Hoàng Kiên. Cảm ơn biết ơn tất cả mọi người, chúc mọi người buổi trưa vui vẻ ạ. Xin chào mọi người ạ.